trong đêm. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười, tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy? Cứ ngỡ ta đã yêu được. Nếu thiếu vắng đi những điều quý giá, nếu thiếu vắng đi những người.
Mặn quá. My à, hình như thằng Nguyễn chưa lấy lại được vị giác phải không? Mấy người này là sao? Con muốn chú làm gì? Chú đọc tên thấy quen không? Chú biết mấy người này ở bên Hiệp hội Bánh kẹo Việt Nam. Chú biết thì càng tốt, càng dễ dàng. Thầy ơi, thầy cũng phải cố gắng lên nha.
muối của trứng chưa có đều, mùi vị thơm của bánh á thì vẫn chưa xuất sắc như chúng ta mong muốn. Chúng ta phải làm lại rồi. Mina. Dạ. Tình hình thằng Nguyễn sao rồi? Thầy, sao thầy xuống đây vậy? Thầy thấy trong người khỏe lại chưa? Có thấy trong người khỏe hơn chút nào không thầy? Thầy vẫn khỏe, con cứ yên tâm. Dạ. Còn con, sao rồi? Hả? À, vẫn chưa ngửi được mùi vị gì hết phải không? Dạ chưa. Con sợ kỳ thi lần này. Con phải tự tin lên chứ. Con cứ nghĩ không còn hy vọng thì làm sao có thể bình thường lại được. Dạ. Ý thầy là tất cả mọi việc đều xuất phát từ bản thân mình mà ra hết. Con nghĩ như thế nào thì nó sẽ ra như thế đó. Con hiểu ý của thầy chưa? À. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Ừ. Thầy ơi. Thì ra chỉ là mơ. Là gì ngọt? Là gì chua? Là mùi thơm? Là vị cay? Là vị đắng? Còn có cả mùi thơm nữa. Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được. Để tôi coi ngày mai mày sẽ xoay sở như thế nào. Nè,
làm gì ở ngoài này vậy? Tối rồi, mai còn thi nữa. Sao không đi ngủ đi? Thì tôi muốn ngồi đây hóng mát một chút. Mà sao cô chưa chịu ngủ đi? Khuya rồi đó. Có lo không? Lo chuyện gì? Chuyện cuộc thi ngày mai á. Không có lo nhiều, nhưng mà có hồi hộp. Mọi người đang kỳ vọng vô tôi rất nhiều. Tôi sợ nếu ngày mai có sơ suất để thua, không lấy được bản quyền bánh mặt trời về cho thầy, thì mọi người sẽ thất vọng biết chừng nào. Nhìn đi, vua bánh Phạm Hữu Nguyện. Phải lấy nó là mục tiêu của mình. Và hãy nghĩ tới những người yêu thương và luôn ủng hộ cho anh. Hãy luôn nghĩ tới điều đó, chứ đừng có nghĩ tới tiêu cực, hiểu không? Hiểu không? Chà, bữa nay nói chuyện triết lý dữ ta. Ok, tôi biết rồi. Cảm ơn nhóc nhiều. Nhóc? Để nói là không có gọi người ta là nhóc nữa rồi mà. Nếu như không phải ngày mai anh thi là tôi đã cho anh biết tay. Lúc nào á, cô cũng chỉ hù dọa tôi thôi. Nè, chưa có đánh được tôi cái nào không? Tôi tính sổ. Anh thi xong đi rồi biết. Nói nghe nè, nếu như tôi thắng cuộc thi ngày mai thì sao? Cô có phần thưởng đặc biệt nào dành cho tôi không? Mà sao cứ chăm chăm đòi tính sổ với tôi hoài? Phần thưởng đặc biệt á hả? Ừ. Anh muốn được thưởng cái gì? Nè, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Làm cái gì mà mặt đỏ gất lên vậy? Nếu tôi thắng cuộc thi ngày mai, tôi muốn có một cái gì đó thật đặc biệt. Cô đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà anh không có được bắt tôi mặc váy, đeo nơ, rồi trang điểm lè lẹt giống hôm bữa nữa đâu nha. Ok, đồng ý là được rồi. Để coi tôi suy nghĩ, coi tôi muốn phần thưởng gì cái đã. Còn bây giờ thì đi ngủ lẹ đi nhóc. Còn phải đợi anh suy nghĩ nữa hả? Anh âm mưu tính kế hại tôi chắc luôn. Xin mời ông Lý Văn Bình. Có tôi. Xin mời ông Hoàng Văn Phan bên tiệm vua bánh mì. Tôi là Lê Văn Mường, xin được đại diện cho ba của tôi là ông Hoàng Văn Phan, cũng như đại diện cho tiệm bánh vua bánh mì. Ba của tôi đang bị bệnh nặng nên xin phép không có mặt trong ngày hôm nay được. Ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc thi giữa hai bên để xác định bản quyền làm bánh mặt trời. Xin mời đại diện bên ông Lý Văn Bình và đại diện bên tiệm vua bánh mì. Tôi là Phạm Hữu Nguyện, sẽ là người đại diện cho tiệm bánh vua bánh mì. Còn người bên ông đâu ông Bình? Tôi là Trương Minh Quân, đại diện cho bên ông Lý Văn Bình.
cậu đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Mọi người hãy để con thử làm một mẻ bánh mặt trời rồi đánh giá giùm con nha. Nhưng mà cái lưỡi của con đã nêm nếm lại được chưa? Dạ, thì chú để con thử trước đã. Tôi sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu. Bên đó sao rồi? Cô ổn không? Dạ, em đã làm xong xuôi hết rồi. Ở trong đó, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Cậu cứ túc trực ở đó cho tôi. Có tin gì mới, nhớ báo tôi liền nha. Dạ, biết rồi. Cố lên con trai. Một điều quan trọng nữa, làm muối trứng thì phải được muối bằng muối biển sạch tự nhiên. Có như vậy thì mùi vị của trứng muối mới có thể ngon được. Có bị nồng không ba? Chắc là nó cảm thấy mùi vị chưa có vừa ý, cho nên nó đang cân bằng. Con cứ yên tâm đi. Ông ngoại con nói thằng bé này được trời phú cho vị giác và khứu giác rất tinh tế. Chú thử giùm con đi.
Sao rồi chú? Bánh thơm lắm con, giống y chang cái chị bánh mà ngày xưa thầy chúng ta đã làm. Đúng, đúng mùi vị này luôn rồi, đúng bánh của thầy làm rồi. Thằng bánh nhập anh thấy gì vậy? Thằng bánh cái gì? Thằng Nguyễn làm ăn ngon thiệt chứ bộ. Nguyễn à, tại sao cô có thể làm được cái bánh ngon như vậy chứ? Dạ, cách đây mười mấy năm, khi lần đầu tiên con gặp thầy, thầy đã cho con ăn cái bánh này, mà mùi vị của nó con không bao giờ quên được. Chỉ cần hình dung lại cảm giác, nghe mùi và đếm vị khi đó, con chắc chắn sẽ làm lại y chang. Nói vậy là con cảm nhận được mùi vị rồi hả? Dạ phải. Xin mời hai đội về vị trí. Ông biết chọn của ai rồi chứ?
lâu dữ vậy trời? Nướng hơn 2 phút rồi so với thời gian tập ở nhà. Thiệt là nó canh thời gian nhiệt độ kiểu gì không biết nữa. Lần này dù mày có tinh tướng tới cỡ nào thì cũng không thắng được tao đâu. Ngay lúc này mình đứng đây không phải để tranh giành thắng thua. Mình có mặt ở đây không phải vì muốn đấu đá với ai hết. Nó làm được rồi. Mình ở đây là vì thầy, vì tấm lòng của từng người trong nhà đã dành cho mình. Mình không được làm cho mọi người thất vọng. Đó chính là lý do vì sao mình phải làm bánh này. Bây giờ là phần chấm điểm của hội đồng ban giám khảo. Cố gắng lên cho thầy. Con cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy bản quyền bánh mặt trời về cho nhà mình. Con sẽ giúp thầy chứng minh sự trong sạch của mình. Nguyên à. Dạ. Những chuyện đó bây giờ đối với thầy không còn quan trọng gì nữa. Thầy chỉ có một mối quan tâm duy nhất là con đã làm được bánh mặt trời hay chưa. Dạ. Phải tự tin. Con phải tin vô bản thân mình. Con phải tin nhất định mình sẽ làm được. Nghe không con? Dạ. Con biết rồi thưa thầy.
Hội đồng ban giám khảo đã thử bánh xong, bây giờ là phần công bố kết quả. Lần lượt từng người trong ban giám khảo hãy cầm dĩa bánh của người mình chọn đặt lên phía trước. Ba người xác định được bánh mặt trời của đại diện tiệm bánh Vua Bánh Mì đạt đúng tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc bản quyền bánh mặt trời từ giờ về sau sẽ thuộc về ông Hoàng Văn Phan của tiệm bánh Vua Bánh Mì. Con cảm ơn mọi người, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con cảm ơn mọi người. Thắng rồi. Thắng rồi Nguyễn ơi. Thắng rồi Nguyễn ơi. Sao con ơi, con giỏi lắm. Giỏi lắm. Mình thắng rồi chú à. Quyền, con giỏi lắm. Cảm ơn chú. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng mọi người. Cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có thể ra về được rồi. Hiệp hội sẽ gửi giấy chứng nhận về tiệm Vua Bánh Mì trong mấy ngày tới. Cảm ơn cậu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh. Con giỏi lắm con trai ơi. Dạ. Con giỏi lắm. Ông có biết mình đã làm gì không? Ông đã nhận tiền của tôi rồi mà. Tôi cũng đang định gặp cậu Thành để đưa lại tiền, nhưng gặp cậu ở đây tôi gửi lại luôn để khỏi phải phiền phức. Ông nhắm. Đúng là lúc đầu tôi có nhận tiền, nhưng khi ăn được miếng bánh của cậu hữu nguyện rồi thì tôi phải đổi ý thôi. Ông nói cái gì? Cho dù tôi có cần tiền đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi ăn được miếng bánh đó vào miệng rồi mà nói là không phải bánh mặt trời thì đúng là tôi dối người dối lòng. Xin lỗi, tôi không thể làm được. Thằng Nguyễn nó đã làm bánh mặt trời thành công xuất sắc rồi đó. Tiệm bánh của nhà đã lấy lại được danh dự rồi. Thầy ơi, một người sẽ đến với tôi vào thầy. Ngày mưa rơi đến bất ngờ. Lão già đó đã nhận tiền rồi còn trả lại hay sao? Không mong không. Giờ cậu lo triển khai kế hoạch sắp tới đi. Muốn hỏi thăm và làm tôi đủ tiền bánh ha.
Đúng rồi. Má muốn con ngưng lại chuyện tình cảm với con Lan Anh đó đi. Đó không phải là một tương lai tốt đẹp gì cho con đâu. Không phải má đâu quên con đã nói gì với má rồi sao? Con chỉ thương một mình Lan Anh, chỉ có Lan Anh và duy nhất Lan Anh mà thôi. Ngoài ra con sẽ không lấy bất kỳ một cô gái nào khác. Con phải cưới một người môn đăng hộ đối với con, một người sẽ người có thể hậu thuẫn về tiềm lực kinh tế cho con sau này. Mọi người xem nè, cái tiệm vua bánh mì này nè, làm ăn ác nhân thất đức lắm. Bán bánh đã có con gián chết ở trọng rồi mà bây giờ còn dở trò ăn nói lật lọng, còn tính đổ thừa tôi nữa kìa. Mọi người mua lại mà xem nè. Nhưng mà kỳ cục vậy, tôi nói thiệt á, ai không tin vào mà xem đó. Vào xem đi. Thôi giỏi đâu, không phải bánh kẹo đâu, đúng là tức thì chứ. Mày sao vậy Lộc? Đọc lên lên cho mọi người nghe. Dạ, cái tờ này kêu ủng hộ cái gì mà tước giấy phép kinh doanh của nhà mình đó. Nhưng mà chuyện mới xảy ra thôi mà, sao lại có nhiều thông tin như hình ảnh quá vậy? Dạ, đúng rồi đó chú. Chú nhìn đi, chú nhìn cái bánh nè. Giờ chú nghĩ đi, ai còn dám vô tiệm bánh của nhà mình ăn nữa. Nếu cần thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khốn.